Ơi, tới chưa con? Tới rồi, tới rồi. Nhà này phải không? Đúng rồi, nhà này, à, đây đây. Tại đây luôn. Đây xuôi. Trời ơi, đâu đây? Chưa... Đâu kìa bà? Chưa cưới mà sát sát vào đây à? Con ơi, chỗ của con bên đây nè con. Gia đình mình bên này qua bển chi vậy? Qua đây. Ủa, em. Còn ông này sao ông qua bên kia? Đứng đây cho ông, nó đều. Ông là con bên kia. Con bên kia nhưng mà trước sau giờ cũng rể bên này. Nhưng mà giờ chưa lễ giáo vậy chứ. Qua đây. Đúng chỗ vậy? Anh chưa qua con đâu qua sao được. Sao anh khó vậy anh? Giờ sao rồi đứng ngay hoài á? Thì kêu em anh qua đi. Thì qua đi kìa. Em qua đi. À, tiệm sầm mấy đứa nào thua qua trước. Ờ, vậy. Tiệm sầm là gì, là quánh tù tì hả? Đúng rồi. Vậy đi. Quánh tù tì nè. Quánh tù tì ra cái gì là ra cái này. Là quánh tù tì là ra cái gì là ra cái này. Là quánh tù tì là ra cái gì là ra cái này. Là quánh tù tì là ra cái gì là ra... Quánh tù tì. Sao đạp chồng chị? Đạp chồng em vậy? Quỷ xanh lá chuối nè. Để đó, hồi anh xử nó cho. Nhà mình kêu đó. Ai biết tự nhiên bà sắn qua đây, con phải sắn qua bển cho nó điều mỗi bên ba người. À, đó thiệt chứ cũng tại chị gái mày không. Tự nhiên ưng ba cái đám này, chi không biết. Tao nhìn cha ba Thủy nè, tao khó ưa, dễ sợ luôn. Ưng chi biết. Anh tưởng tôi rồi. Hôm nay ngày vui chị mình, cái lộn hoài à. Cái lộn hoài chứ vui lắm hả? Hôm nay ngày vui hai bên nói chuyện thôi cho hòa đồng nhau đi. Bà ơi, bớt nóng con. Thôi nóng lại rồi nữa. Bà nóng lắm hả? Nóng quá rồi nữa. Thôi. Thôi gì? Thôi hoài à. Người không lấy khỉ á. Ê sao lấy khỉ? Chồng nói nghe khỉ. Nghe nè, tôi nể bả nghe chứ đụng chạm nghe chú. Xin lỗi chú che tôi khỉ hả? Chú về chú lấy gương chú soi coi. Nhan sắc của tôi với chú ngang ngửa đó. Không chừng cái răng chú còn cao hơn răng tôi à chú à. Thôi. Thôi con nó nói đúng rồi con. Nói đúng rồi. Chịu không nổi luôn. Thôi. Bây giờ ba qua ba chào ổng nha. Qua chào đi rồi nói. Ba. Ba thương con chút nghe, ba đừng có gây lộn nha. Ba, đại diện lên chào cho lịch sự. Lên chào lịch sự phải không? Rồi. Bây giờ lo lên ba chào. Miễn cưỡng nó mới lên. Cha ba Thủy là tao khó ưa, tao chào không được. Thì cái tại thương em thôi đó. Chứ giờ cuối cùng anh mới phát hiện ra ba em tên Quả, ba anh tên Thủy, hai người sáp vô không bao giờ được hết trơn. Thôi con. Mà muốn gây lộn, quýnh lộn không à. À, ba Thủy à, anh Quả. Anh khỏe không? Trời ơi, trời đánh ba. Trời ơi. Em xin lỗi anh. Hay quá. Ba mình chào thắng rồi. Má kỳ quá. Xuống đây ba, xuống đây. Ba con. Trời ơi, không ngờ cho Quả rồi cho bạo lực quá. Đáng lý thôi ba là Thủy, ba phải dập Quả cho xảy ra sao ba để lửa nó dập ba. Để cho. Để đây nè. Âm con. Để em. Nè Tám Mão nè, dập con chính cày bên đó nè. Đập nó trận cho tận. Giờ lên chào hả? Lên chào nghe. Con chào cho nó chết luôn. Trời ơi. Ừ, chứ làm gì vậy? Như gà vậy đó. Trời, như đá gà vậy trời. Coi chừng làm xui lộn nhà ba ơi. Lên đây chào thằng này. Sao anh lên có sao không? Anh cẩn thận á, thằng này ghê quá. Rồi biết nó đánh con đó vậy. Lên đây chào mày. Anh con anh khờ. Chưa gì nó hú hí gì tùm lum vậy. Lên luôn ha. Cái răng nó đụng vô cái kia mà kêu cỡ đó đó. Ồ, thế coi à. Vậy anh lên anh có né cái mỏ nó không? Anh né bớt đi. Nó cắn mà chạy nọc luôn á. Lên mày. Lên làm ghê dữ vậy. Rồi. Giờ sao mày lên phải không? Lên. Mày quyết định mày lên rồi phải không? À. Tao xuống. Trời ơi. Chưa gì thắng rồi. Nó sợ. Ba ngoại nó nịnh con giỏi ăn hiếp ba không à. Chứ lên đi. Lên luôn hả? Ừ. Rồi cha chịu nha. Coi chừng cái con. Chính cày. Sao mày chào sao mày? Chào. Nó ngất ngư rồi. Nó ngất ngư rồi. Chào không lại này rồi. Anh vỗ sao mà nó thẳng luôn à. Tôi hỏi đó. Anh là đàn trai phải không? Qua nước dâu phải không? Rồi. Hỏi xin lễ anh đâu? Xin lễ. Lấy xin lễ cho nó nệ. Có liền. Đem xin lễ tới nơi coi như bố thí đi. Lễ còn hả? Sao? Coi như giống coi gì? Coi như bố thí đi. Trời ơi. Ê nói gì bố thí vậy? Làm phước. Có lấy không? Ở không, cưới mày là làm phước á. Đi qua nhận xin lễ đi. Để đi. Cho nó trang trọng tí ha. Trang trọng chút đi. Kệ nó. Rồi trang trọng xuống đi. Trang trọng tao đón mày. Tôi lại đây. Ăn giọng ăn đi. Dễ sợ là ông đưa xin lễ mà nó ăn giọng ăn đi. Quá đáng không? Sao? Thôi kệ nhận đi, có lời mà. Mình đâu bỏ tiền mua đâu được lễ, sướng quá là còn gì nữa. Trời ơi, mày tặng nhẫn cưới hay mày tặng lông đền mày?
Ê, ông vợ tôi đeo cái bộ anh đeo sao anh đi kiếm? Ông già kia, ông nghĩ sao mà con gái tôi đeo những bạc vậy ông? Cái này ai nói bạc? Chứ nhẫn như vậy mà bạc hả? Cái gì? Inox. Con xi bạc rồi, xi xin xong nuôi cái inox. Thôi kệ đi, xi bằng bạc cũng được, để nó đeo vô khỏi trúng gió, con đỡ tốn tiền thuốc. Ông anh nghe nha, con gái tôi là không có thèm đeo ba cái nhẫn bạc inox nha. Không, con khoái mà. Khoái. Bây giờ con ế lắm hả? Thôi để đi mà, ba con lấy chồng mà ba cứ vậy. Ủa quá, không gả vậy chân á. Thôi. Để về để em xin lễ đàng hoàng ra tôi gả cho. Không gả. Anh tưởng con anh đẹp lắm, anh bị đặt chảnh. Con xử với ba con, không xứng nói chuyện với ba, để con nói. Giờ con mà lấy thì con có lỗi với ba quá, bất hiếu phải không? Dạ anh đúng rồi đó con. Yên tâm đi ba khỏi cưới, tại cái này con năn nỉ ba cưới cho cỡ này hả, con búng tay cái nó theo không luôn. Thấy chưa, thấy tự tin lắm à. Xin lỗi bác nha. Nãy giờ con cũng dằn dữ lắm, bị thằng giữa này nó khùng quá. Mà nể là nể bác với lại nể vợ tương lai của con thôi. Để được à, mà bây giờ kể cả nhẫn mà bác còn không nhận. Đọc lại. Xin lỗi bác. Con xin lỗi bác trước nha. Sau này có cháu ngoại bất tử đừng bao giờ trách đây ha. Ừ. Xin lỗi bác, cỡ con bác hả, con búng tay một cái nó theo không luôn à. Cỡ này là búng tay là theo. Đó, thấy chưa? Đó, theo liền. Hay quá ta. Hay quá ta. Thấy em mày chưa? Ngày con xin lỗi ba. Con xin lỗi ba vì đang có bầu á, hơi lỡ rồi ha. Nhưng mà trước khi em nói chuyện với anh thẳng luôn, coi như có bầu là đẻ là tự nuôi ha. Coi như là không cần cái thứ của anh luôn hả? Không có đám cưới gì hết trơn á, không có đám cưới rồi. Anh ơi, anh nói lại một phát, búng tay một phát theo anh hả? Búng tay một phát. Ui da. Giữ lại. Trời ơi, quýnh con nè bà. Đâu. Coi em con rồi, nắm đầu cô dâu cào mặt kìa. Cào rách mặt luôn. Trời ơi, xuống đây. Cái gì? Ông về, ông dạy lại thằng con ông hay chưa? Con sao? Nha, đàn ông con trai mà đánh đàn bà con gái vậy không được không chưa? Trời ơi, còn con anh sao? Đàn bà con gái gì mà như đàn ông, sốc phi. Ông nói nghe không? Chỉ ai đó? Ông làm gì ông chỉ ba tôi, ông làm gì chỉ ba tôi. Mày làm gì mà chỉ ba tao hả? Mày làm gì chỉ con tao vậy? Ông làm gì chỉ ba tôi. Mày làm gì chỉ mày sao? Bây giờ sao? Bây giờ muốn chỉ không? Chỉ rồi coi nè. Chỉ nát mặt luôn. Ui da, dưới cái tay rồi, sao lấy cái tay rồi? Đưa cái chân nha, móc cái chân. Ôi! Trời dính luôn rồi, giờ sao vậy? Hả? Thôi mạnh ai nó về đi, đi về đi. Mệt quá. Mệt ghê luôn. Nhớ mặt mày nha. Còn gặp lại nha. Còn gặp lại nhau. Ngon quá vậy ta. Mệt quá sao giờ đi bán nè. Mà con này sao quen dữ vậy ta? Quen quá ta. Ờ đúng rồi, ngày nào cũng bán đây quen phải rồi. Nó có cái gì nó ám ám trong mặt mình vậy trời? Ai đào? Ai mai? Ai đào? Ai mai? Giống quỷ không? Giống sao? Vậy nghĩ sao tôi rao tiếng, hả? Ủa thì bà rao bà bán, tôi rao tôi bán cái mắc mới gì tới bà. Tôi nói thiệt danh á, từ khi mà tôi ra đây tôi bán chưa bao giờ tôi bán được một cành đào. Thì khách mà nghe tôi rao cái là anh rao cái khách nó tấp vô chỗ anh không mà anh. Ủa thì người ta thích mai, người ta không thích đào, người ta tới người ta mua mai. Thì anh làm ơn anh rao luôn, ai đào luôn đi. Cái đàn ông con trai không biết nhường phụ nữ. Nhường con khỉ, bà đàn bà con gái bà buôn bán lanh lợi đó. Bà thấy miệng lưỡi tôi đâu có bao nhiêu đâu, tôi rao làm sao lợi bà rao lên tôi đu theo bà. Cho người ta chú ý vô ai đã mai. Ai mai? Rao giùm ha, khỏi rao. Cậu này ông còn ích kỷ dễ sợ luôn con. Ai mai đào? Ai mai không? Quá. Thôi giờ vậy nghe. Vậy? Nước sông không có lấm nước biển nghe. Anh đó anh bán tôi đây tôi bán nghe không? Ờ. Nãy giờ tôi nhịn á, coi như là một lần nữa là tôi như tôi xấu xả vô mặt đường á, tôi hổn nghe. Bụi quá à. Thứ đàn bà con gái gì thấy gốm. Nãy giờ người ta nói chuyện đàng hoàng sắn sổ, cái thứ này cho không búng tay. Nói gì? Chiêu này quen quá vậy ta. Sao con này nó dữ dữ cũng giống con nãy ta. Thôi nghe, đừng nói y như trong giấc mơ là tôi chết liền à. Phải con nãy mình nằm mơ không trời? Chuyện ngang bực bội quá.
Trời sao đẹp quá vậy ta? Ai mới nói gì đó? Hả? Đẹp. Ai đẹp? Em đẹp. Chính xác. Tự tin thế ghê luôn. Búng tay thử coi theo không nè. Thôi theo chắc ăn thôi. Nói nghe nè. Ủa sao ở đâu mà đi bán mà có duyên quá vậy? Ở miệt trên. À, bị tôi má, ở miệt dưới bị, nè. Bị má bệnh nặng quá thì bán đỏ mà kiếm tiền nuôi má đó biết không? Hãy đưa tôi bán giùm không ấy, bán mão cho tôi đi. Tôi bán lợi cho rồi đi về lo cho má. Thôi. Nói chứ hả, em nói anh nghe. Em thật ra cũng để ý anh từ đầu rồi. Khoái nhất là cái dáng của anh á, bị nhìn cái dáng anh nó róc quá trời luôn à. Ê, dáng anh à, bây giờ người ta kêu hiếm hốt là róc quá hả? Mém về róc mía. Mà em cũng phái ăn mía lắm á, cho nên em mết anh mà. Không biết sao mà anh cứ hả, cứ hay mà cứ giống hành ganh tị thì sao á. Coi như là ăn hiếp em hoài. Thôi giờ vậy có hai anh em mình bán đây, nhường nhường em chút được không? Thì cũng muốn nhường chứ, mà nếu hiền hiền giống vậy là nhường luôn cả cuộc đời luôn cho em, chứ đâu có cần nhường ba cái đồ quỷ này làm gì. Bán này đi để về mua thêm, mua thuốc để dưỡng xương thôi. Dưỡng xương hả? Chứ thịt đâu dưỡng. Ấy ơi, anh có gia đình chưa vậy? Chưa, trái tim còn bỏ ngỏ đó. À, trái tim anh nó mở cửa luôn á. Không bỏ ngỏ mà nó mở cửa luôn, mấy mình sáp lại đây. Sáp phải nói cứ nào tôi sáp chứ trời, tự nhiên nói sáp sao được. Đây cũng để ý đó lâu rồi. Không mấy hai đứa mình làm quen đi hen. Vĩnh tính sao? Già hết rồi tính gì nữa. Quyết định một phát, một là anh quyết định là mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đường sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phụ dễ. Còn trong đời bè bạn dám tên, và ngoài xa đã xa biệt rồi đâu. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường chim trời đây đó bốn phương, đứa đầu non đứa bên bờ suối. Nhớ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa xuân chứa chan chuyện tình đôi mình, màu huy hoàng dịu dàng quê hương, và mùa xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Nè Hoàng ơi, buông vui ba ơi, con ba cũng ế dài tới nơi rồi. Đây cũng được mà, quyết định về màn đám cưới đi. Ba mà coi như cây lộn hoài là con đi tu á nghe không? Dạ. Dạ gì? Ba bà ba dạ hả? Dạ. Rồi vậy quyết định cưới phải không? Dạ. Rồi chào cái đi vô.